Thực hiện chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước đã chỉ đạo các ngành, tổ chức, các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền và tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em. Bằng nhiều hình thức, địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền tập trung cho luật trẻ em, công tác phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức của các cấp các ngành và nhân dân về an toàn cho trẻ. Trên địa bàn huyện hiện có 8 hồ bơi tư nhân hoạt động từ 3 đến 10 năm dạy bơi cho nhiều trẻ em. Hiện có 17 xã thị trấn triển khai mô hình trẻ em toàn xã biết bơi, 32 trường triển khai mô hình học sinh toàn trường biết bơi. Chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em đã thu hút đầu tư của các cơ sở tư nhân xây dựng các hồ bơi kiên cố cũng như hồ bơi di động, thu hút được nhiều vận động viên các trường tiểu học, trung học cơ sở tham dự các giải bơi của huyện. Nhiều gia đình đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường trang bị các kiến thức, kỹ năng bơi, phòng chống đuối nước cho con em mình.